Nước ta là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, trong đó nguồn động vật hoang dã có thể xem là hết sức dồi dào, đa dạng. Thế nhưng, với cách khai thác săn bắn ráo riết đã khiến nhiều loài động vật ngày càng cạn kiệt. Một trong số đó là loài rắn rì dòi. Trước kia, loài rắn này có số lượng khá lớn, sống nhiều trong tự nhiên, nhưng hiện nay gần như khó tìm trong môi trường hoang dã. Do đó, từ vài năm gần đây, phong trào nuôi rắn rì dòi thương phẩm đã hình thành và phát triển mạnh ở nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long. Rắn rì dòi thuộc loài rắn nước, sống trong môi trường hoang dã. Trong môi trường này, rắn rì dòi có thể sống đến 15 năm và đạt được trọng lượng 12 kg. Thế nên, việc nuôi thương phẩm loài động vật này không phải là điều đơn giản, mà đòi hỏi cần phải nắm một số điều kiện kỹ thuật nhất định. Ao nuôi rắn rì dòi phải có diện tích tương đối khoảng 50 mét vuông trở lên, với mực nước sâu từ 0,6 đến 0,8 mét. Và nguồn nước trong ao phải luôn đảm bảo độ sạch, có bọng bịt chặt hoặc xây cao lên trên, cũng như chắn phía dưới để rắn không thoát ra ngoài. Bên cạnh đó, ao nuôi rắn cũng phải được dọn bớt bùn sình, cây cỏ bị mục nát và bịt chặt các hang mọng quanh bờ ao. Vì nếu không, rắn sẽ chui vào hang, không ra ăn và chậm lớn. Ngoài ra, nên thả thêm lục bình, rau muống, rau ngổ, phân tán đều trên mặt ao để tạo chỗ cho rắn trốn nắng và trốn gió, vì rắn rì dòi rất sợ gió lùa. Ta cũng có thể gom lá chuối khô quanh bờ ao hay mé bờ để rắn chui vào nấp nghỉ. Với quy cách ao nuôi không quá phức tạp, giống như các điều kiện tự nhiên và phù hợp đặc tính sinh sống của rắn rì dòi như thế, nên phong trào nuôi rắn rì dòi ở đồng bằng sông Cửu Long đã phát triển khá mạnh trong thời gian qua. Một trong những nông dân nuôi rắn rì dòi khá thành công là ông Lê Hùng Minh ở xã Thành Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Ông Minh cho biết kinh nghiệm nuôi như sau. Rắn rì dòi là một loài động vật hoang dã. Thì loài này nó chúng sống phân bổ nhiều ở các tỉnh nước ngọt vùng đồng bằng Nam Bộ. Do đó mà cái điều kiện phát triển của nó ở các tỉnh nói trên thì nó rất thích hợp cho đời sống sinh sản và phát triển của nó. Do đó mà với điều kiện khác là cái hiệu quả kinh tế của loài động vật này, nếu chúng ta đưa vào mà chăn nuôi thuần quá nó trở thành một cái làm kinh tế gia đình thì rất là có lợi. Trước mắt mình muốn thuần quá và nuôi dưỡng nó thì mình phải làm mấy cái vấn đề như sau. Bởi vì mình biết rằng động vật hoang dã thì trong đời sống hoang dã thiên nhiên của nó, chỗ này nó không thích nghi thì nó di chuyển đi chỗ khác, tìm một nơi thích hợp nhất để nó cư trú và sinh sản ở đó. Còn mình muốn đưa vào chuồng trại để gây nuôi, để làm kinh tế gia đình thì chúng ta phải tạo cái điều kiện gần giống như thiên nhiên hoang dã cho nó. Có nghĩa là chuồng trại gồm có cây, cỏ, bụi, gặm, đất nước. Thì giả sử như bây giờ cái ao đìa mình đưa xuống vào nuôi thì mình phải là trồng bố trí cái rau muống, rau ngổ, lục bình giáp cái ao chiếm khoảng 3/4 ao. Còn cái cây bóng mát này chúng ta trồng nửa ao để mà che khuất bóng mát cho gắn vào cái mùa khô. Mặt khác nữa, cái mật độ nuôi thì nếu nước tù thì mình nuôi 3 con trên mét vuông, còn nước ra vào nước động thì mình nuôi 6 con trên mét vuông cũng được. Phần thức ăn chính của loài động vật này
thì nó ăn các cái loài cá da trơn như cá chê, cá chốt, cá tra, lương lịch, nhái ếch. Thì cứ có thức ăn thì mình mua, mình thả đại xuống ao thôi. Rồi nó sống chung, rồi chừng nào nó ăn được thì nó ăn. Nó đói thì nó bò ra nó ăn thôi. Còn sau khi mà nó no rồi thì nó chui vô cái bã hang hốc thì nó trốn. Thì đời sống sinh sản của nó trong điều kiện gây nuôi thì nói chung là cái môi trường gây nuôi thì cũng không thích nghi cho cái đời sống nó lắm. Do vậy mà mình bố trí cái mô hình gần giống như thiên nhiên hoang dã, nó càng cao thì cái năng suất mình đạt càng cao. Với cái hoàn cảnh của nó thì coi như là nó chịu cái nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Thì con này nó thường là cư trú ở những nơi ở đồng bằng Nam Bộ mình, còn từ miền Đông trở ra Bắc thì nó không sinh sống được, bởi vì có nhiệt độ quá thấp. Còn đây là những dèo nuôi rắn ri voi của anh Trương Văn Khởi ở ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thay vì thả rắn xuống ao, anh lại nuôi trong dèo bằng lưới mùng. Với mỗi dèo có chu vi 2x3m, anh thả khoảng 200 con giống. Hiện anh có trên 10 dèo nuôi rắn, với 50% số rắn đạt từ 1kg một con trở lên. Có điều kiện mình nuôi thì mình nuôi dèo, hoặc là mình xây hồ mình nuôi tự nhiên. Còn thí dụ mình không có điều kiện thì ví dụ mấy cái tận dụng mấy cái chuồng heo cũ của mình đó, mình chám lại cho nó bít lại, rồi mình bơm nước vào hoặc là mình nuôi. Nuôi thì nó nào ngay mình nuôi gắn thịt đó, thì nó khoảng 1 năm là từ con rắn nó mới nở ra tới 1 năm là nó được trọng lượng là từ 1 kg tới 1,2 kg. Rồi trong khi đó thí dụ mồi mình cho nó ăn một con trung bình là từ nhỏ mà nó tới được 1 kg, 1,2 kg đó, thì cái trọng lượng mồi nó khoảng 5 kg mồi trên một con. Thì mồi ở đây thí dụ mình tận dụng mồi, khi mà mồi nó giá mồi nào rẻ là mình mua, thí dụ như mấy lúc mà cá chốt rồi nước sổ ra đó thì nó có 4-5 ngàn/kg thì mình mua cá chốt cho ăn. Còn kinh tế nó thì mình nuôi đó, tính ra là thu nhập của cái con rắn thịt đó thì tỷ lệ nó cũng cao. Ví dụ như mình ra thì thời điểm khoảng tháng 3 mình phải ra, chứ tháng chạp mình ra, lúc đó là giá rắn thịt thì nó khoảng 270-280 kg hoặc là 300. Tận dụng mình nuôi ở trong chuồng heo đó, thì cái mật độ nước mình bơm lên nó khoảng là 3-4 tấc. Rồi trong khi đó mình thả lục bình đó. Đặng một là lục bình nó có tác dụng là cái ghế nó lọc được cái nước sạch, với hai nữa là cho con rắn nó chung lòn vô mấy cái ghế nó nằm, đặng có cái độ mát cho con rắn mình, đặng nó mau phát triển, nó mau lớn. Theo nhiều người có kinh nghiệm nuôi rắn như ông Minh, anh Khởi, thì nên thả rắn ri voi trưởng thành với mật độ 3 con trên 1 mét vuông. Rắn nuôi được 15 tháng là có thể cho đẻ. Mùa giao phối của rắn ri voi rơi vào từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch hàng năm. Vào thời điểm này, rắn sẽ tự tìm đến và giao phối với nhau. Rắn cái mang thai và ấp trứng trong bụng. Sau 9 tháng, rắn cái sẽ đẻ con. Đây chính là giai đoạn rất khó và phải có nhiều kinh nghiệm mới có thể nhận ra để tách riêng và mang lên bờ cho đẻ. Vì thế, nhiều người nuôi rắn ri voi thương phẩm nhưng lại không thành công trong công tác nhân giống rắn. Rắn con sau khi đẻ ra, khoảng 3 giờ sau là có thể tự bò đi kiếm ăn. Thức ăn của rắn con cũng giống như rắn trưởng thành là cá da trơn, ếch nhái, nòng nọc. Giá rắn ri voi giống và rắn ri voi thương phẩm hiện đang khá cao trên thị trường. Vào mùa cuối năm, thị trường rắn ri voi thương phẩm càng trở nên hút hàng hơn. Vì lợi nhuận thu được khá lớn nên ngày càng có nhiều người tìm mua rắn về nuôi và bán. Từ 2-3 năm trở lại đây, nghĩa là trước năm 2003 thì mình bán con giống không ai mua đâu. Bởi vì lúc đó bán 1.000 đồng con cũng không ai mua làm chi nữa. Nhưng mà gần đây từ 2003 trở đây, người ta thấy cái hiệu quả kinh tế về chăn nuôi con này á, thì một số nhiều cái tỉnh từ miền Trung trở về Cà Mau, họ cứ bà con người ta cứ đến đổ xô đến mình.
có những ngày chủ nhật, thứ bảy gần đây mỗi ngày có 200 người khách. Như vậy là mình cũng không có giấu giếm người ta, mình cũng truyền đạt hết những cái kinh nghiệm của mình mà trong quá trình thực tiễn mà mình chịu khó để mình chăn nuôi thuần hóa nuôi dưỡng đó. Thành đạt như vậy mình cũng truyền hết mình với người ta cho bà con người ta về người ta thực hiện. Nhưng mà gần đây có một số bà con đã thực hiện rất thành công. Nói chung mình cũng giấu giếm gì. Còn về cái bà con nuôi mà trục trặc gì á thì người ta điện thoại mình cũng tư vấn thực tế cho người ta hiểu để mà người ta nuôi thành công. Do đó người ta cũng thích mua con giống của mình. Vì con giống của mình từ nuôi trong đìa, trong ao, sinh sản ra thì con nói chung là con giống nó không bị tổn thương gì hết. Còn số bà con người ta cũng chạy, người ta nó mua ở ngoài hoang dã, đợi nhiều cái dựa hoặc thương lái nó mang đến nó bán thì có nhiều cái tổn thương, cũng như là trong quá trình đánh bắt của bà con nông dân người ta ở ngoài thị trường nhiều cái công cụ và nhiều cái hình thức bắt khác nhau, như người ta triệt điện này, người ta đánh đập, người ta câu cắt bỏ lưỡi trong bụng, đặc biệt là thương lái nó chích nước vào bụng con rắn nặng lên để nó bán. Như vậy là do cái số giống nó về nuôi không có thành công. Việc nuôi và bán rắn rêu voi thương phẩm ra thị trường ít nhiều cũng đòi hỏi sự quản lý của địa phương nhằm kiểm soát nguồn giống, tránh thất thoát giống, và quan trọng hơn là để bảo vệ một loài động vật hoang dã như rắn rêu voi không bị mua bán bất hợp pháp. Việc mà nuôi động vật hoang dã ở đồng bằng sông Cửu Long thì có rất nhiều loài. Riêng tỉnh Sóc Trăng đối với cái loài rắn voi mà ở chỗ cái hộ Nam Minh đăng ký nuôi thì cũng đã có từ 90 năm nay. Nhưng mà loài này thì cơ quan nhà nước chịu quản lý quy định quản lý động vật hoang dã các loài, đối với loài rắn voi này thì cho phép cái nuôi nuôi sinh sản, được nhân rộng ra ở nhiều nơi. Nếu ai có điều kiện cây nuôi thì cứ đăng ký đến liên hệ tại chi cục kiểm lâm Sóc Trăng đăng ký, và ở chi cục kiểm lâm Sóc Trăng thì hỗ trợ về thủ tục hướng dẫn bà con cây nuôi. Còn trong về kỹ thuật thì ở bà con cây nuôi thì tự tìm để nghiên cứu, còn về phía thủ tục thì chi cục kiểm lâm sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho các hộ nuôi đăng ký. Nhưng cái nguồn giống thì phải đảm bảo là cái nguồn giống là có nguồn gốc hợp pháp. Tất cả các loài động vật hoang dã cái nuôi đều phải chấp hành là đưa nguồn giống vào cơ sở cái nuôi là phải có nguồn gốc. Có thể nói, với mô hình nuôi rắn rêu voi thương phẩm thành công, một bộ phận người nông dân đã cải thiện được cuộc sống của mình một cách đáng kể, mang lại nguồn lợi kinh tế khá cao, đồng thời góp phần đưa loài rắn rêu voi ra khỏi danh sách các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Vừa qua tại nhà thi đấu sân Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội chợ thương mại nông nghiệp nông thôn AgriVIET 2006 do Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp tổ chức. Hội chợ diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10. Hội chợ nông nghiệp nông thôn Việt Nam được tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu của nền nông nghiệp và phát huy những sản phẩm của nông dân làm ra sau 20 năm đổi mới. Bên cạnh đó, còn nhằm tôn vinh những sản phẩm được làm ra có nguyên liệu từ nông nghiệp nông thôn do chính người nông dân bình chọn. Hội chợ AgriVIET có 114 gian hàng của các doanh nghiệp và nông dân đến từ 20 tỉnh thành phố phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau, với các sản phẩm đặc trưng trong lĩnh vực nông nghiệp như cây con giống, mô hình sản xuất và ngành nghề trong nông nghiệp nông thôn. Trong đó, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là chủ nhà tham gia 18 gian hàng, chia làm 3 khu trưng bày, gồm khu trưng bày mô hình sống, khu ẩm thực và khu tư vấn cho Hội Nông dân. Trong 20 năm đổi mới, nền nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt những thành tựu rất là quan trọng.
Trong đó người nông dân cũng đã có đóng góp cái sức mình trong cái việc lao động cần mẫn, sáng tạo và dám nghĩ dám làm, đã góp phần rất quan trọng cho cái thành tựu chung của nông nghiệp nông thôn Việt Nam và thành tựu chung của đất nước. Chúng tôi triển lãm nông nghiệp nông thôn 2006 kỳ này thì để thứ nhất là để khẳng định các sản phẩm nông nghiệp nông thôn trong những năm đổi mới đã đạt được và khẳng định cái thương hiệu, đồng thời cũng là chuẩn bị cho việc hội nhập đối với kinh tế trong khu vực của thế giới để tiếp tục nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như số lượng các cái sản phẩm trong nông nghiệp, mà trong đó một vấn đề rất quan trọng là đưa công nghệ sinh học vào, đưa các cái tiến bộ kỹ thuật vào để làm cho cái nông sản phẩm của Việt Nam ấy vừa đạt cái số lượng là nhiều, vừa đạt cái chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì chúng tôi thấy rằng là qua đi các gian hàng thấy về số lượng các mặt hàng thì rất là phong phú, chất lượng tương đối tốt, và chúng tôi hy vọng rằng trong những năm tới thì cái nền nông nghiệp nông thôn của chúng ta tiếp tục phát triển tốt hơn, nhiều sản phẩm của nông nghiệp của nước ta sẽ hội nhập với khu vực và thế giới để mà nâng cao cái tính cạnh tranh cũng như là nâng cao cái đời sống cho nông dân các vùng miền, đặc biệt là cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, một cái vùng kinh tế có thể nói rằng hết sức là năng động và nhiều thành phần kinh tế ở đây đang phát huy được, trong đó cái vai trò của người nông dân rất là lớn. Chúng tôi tin tưởng và những năm tới vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn chung của nước ta cũng như nói riêng đồng bằng sông Cửu Long sẽ đạt đến thành tựu quan trọng và có bước tiến dài. Tại hội chợ triển lãm AgriVIET 2006 lần này còn diễn ra các hoạt động, buổi tọa đàm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật, lễ meeting kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và lễ tôn vinh trao giải Trâu vàng đất Việt cho những sản phẩm tiêu biểu phục vụ nông nghiệp nông thôn Việt Nam.